Hey yo, what's up? Mình là Minh Travel và chào mừng mọi người đã trở lại với series 2 phút thứ 2 hàng tuần. Hôm nay mặc dù là Valentine 14 tháng 2, tuy nhiên mình vẫn cố gắng quyết tâm làm series này thật đều đặn vào thứ 2 hàng tuần để cho anh em xem. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em bộ chuyển cảnh siêu đẹp mà mình hay sử dụng nhá. Let's go! Ở trong project này thì đầu tiên mình sẽ chọn phần import. Và sau đó đây mình sẽ vào cái thư mục Minh Travel Transition. Và chúng ta sẽ có định dạng là Full HD này, 2K7 hoặc 4K. Thì giả sử ở đây mình sẽ chọn là Full HD cho nó đúng với kích cỡ của mình. Và mình chọn Import Entire Project. Ok. Bởi vì là cái thư mục này nó khá là nặng nên đôi khi mọi người sẽ phải chờ nó chạy một chút đấy. Sau khi import xong thì mọi người sẽ có một cái bộ thư mục gồm 14 bộ chuyển cảnh như thế này. Và để có thể nhìn rõ nó thì mọi người hãy chọn vào cái phần ô vuông Icon View này. Thì chúng ta sẽ phóng to nó được. Và mình sẽ vào thử một bộ đầu tiên nhé. Đó, sau khi vào thì chúng ta có thể có cái con trỏ chuột này. Mọi người có thể hoàn toàn preview trước luôn là cái chuyển cảnh đấy nó chạy như thế nào. Đấy, mọi người thấy không? Và để mọi người có thể kéo được cái bộ chuyển cảnh này vào đây ấy, thì đầu tiên mọi người hãy chọn tắt cái nút này đi nhá. Đầu tiên mình sẽ nhấn này để cho nó trở thành màu xám này. Đó, và sau đó mình chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là kéo thả nó xuống đây. Đó, và gióng làm sao để cho cái đường cắt ở giữa chỗ này nó chính xác đường cắt của chuyển cảnh của hai cảnh đây. Sau đó mình sẽ xóa cái file mẫu bên dưới này đi, cái file dưới cùng, và mình chỉ giữ lại hai cái file bên trên. Và bên dưới họ cũng cho mình cái âm thanh để chuyển cảnh luôn, cực kỳ tiện. Mình chỉ cần xóa cái file này đi. Và mình sẽ render cái này bởi vì nó hơi nặng một chút. Đó, thì ngay lập tức là mình đã có được một chuyển cảnh như thế này. Và tất cả các chuyển cảnh khác thì mọi người đều làm một cách tương tự. Ở đây thì có cực kỳ nhiều chuyển cảnh để cho mọi người lựa chọn luôn. Nếu mà mọi người thích series này thì nhớ nhấn like và share để ủng hộ mình. Và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong 2 phút thứ 2 hàng tuần sau. Peace!